Xin chào các bạn đã đến với video làm đẹp tiếp theo của Khương Tròn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một phương pháp làm trắng da mặt tại nhà. Và loại bỏ các vấn đề về da như nám, tàn nhang, đốm đen. Bằng các thành phần tự nhiên, hiệu quả 100% và an toàn. Sau đây là công thức để các bạn thực hiện. Các bạn chuẩn bị cho mình 1/2 trái cải chua xay nhuyễn, 2 thìa cà chua xay nhuyễn. Và các bạn thêm vào công thức 1/2 thìa tinh bột nghệ. Thêm 1 thìa dầu dừa. Thêm 1 thìa sữa chua không đường. Các bạn sẽ trộn đều các hỗn hợp lại thành một. Sau đó các bạn sẽ thoa hỗn hợp này lên vùng da mặt của chúng ta. Và để nó ít nhất là 10 phút. Các bạn sẽ rửa sạch bằng nước ấm. Các bạn nên sử dụng kem này hàng ngày để có làn da trắng mịn không tì vết. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy tặng cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video làm đẹp tiếp theo.